Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với showroom Tokyo Tu có địa chỉ tại số 68 phố Hoàng Cang Chi, Cầu Giấy, Hà Nội. Và vào buổi chiều ngày hôm nay đây, Elon xin phép lại được cập nhật cho anh em về một dàn xe mới về xong. Như có nhiều anh em gọi cho em ấy bảo là tại sao nhà em lại có nhiều xe lướt như vậy? Bởi vì là bọn em đây thì là một đơn vị chuyên cung cấp những dòng xe siêu lướt và rất là nhiều xe luôn. Đấy, nên là anh em đừng ngần ngại nhé, quan tâm đến bất kỳ mẫu xe nào tại nhà em hoặc là xe chưa về, hoặc là đang có yêu thích tìm một mẫu xe nào đấy thì đừng ngần ngại cứ chia sẻ với em đi. Chắc chắn là em sẽ cố gắng để tìm cho anh em một mẫu xe hợp lý. Đấy. Thì clip này em xin phép lại được báo giá cập nhật cho anh em về một dàn xe cả sedan cả gầm cao để anh em có thể cập nhật nhé. Thì đầu tiên ở phía ngoài đây thì em đang còn đó là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp, xe sản xuất là 2021 mọi người nhá. Nhưng mà em này của em là form mới rồi. Đấy. Màu trắng 2021 máy dầu thì hiện tại bây giờ tập tài chính của xe thì đang trong khuôn tài chính chỉ có dưới 1 tỷ mốc quay đầu thôi mọi người nhá. Đấy. Còn bên này đây thì em đang còn đó là một chiếc Ford Everest phiên bản này của em, phiên bản Sport xe sản xuất 2023, mới lăn bánh được có 9.000 cây thôi. Có nghĩa chiếc này của em thì mới đăng ký được khoảng tầm 2-3 tháng rồi mọi người ạ. Rất là mới mọi người nhá. Và hiện tại bây giờ thì tầm tài chính của xe em đang chào bán chỉ có lanh canh tầm tiền nhỉnh 1 tỷ mốt thôi. Có nghĩa là nó đang cách với cái giá mới thì nó đang đâu đó khoảng tầm gần 150 củ quay đầu đấy mọi người ạ. Nói chung là một trong những cái lựa chọn mà anh em tiết kiệm so với xe mới khá khá luôn đấy, hơn 100 triệu em nghĩ rằng rất là to ở thời điểm này luôn. Đó. Còn bên này đây thì em đang còn về đó là một chiếc Honda CR-V phiên bản máy 1.5L turbo 2020. Bản này của em là bản đã có sensing rồi mọi người nhá. Đấy, lăn bánh được hơn 4 vạn km và tầm tài chính bây giờ thì đang trong khuôn tài chính chỉ có hơn 800 rồi mọi người ạ. Màu trắng rất là đẹp luôn. Còn bên này thì em đang còn về đó là một mẫu xe mà rất nhiều anh em thích hoặc là đã từng là niềm mơ ước của rất nhiều anh em luôn. Honda Civic phiên bản máy 1.5 RS sản xuất là 2019. Em này thì lăn bánh được có hơn 50.000 cây thôi, nhập Thái mọi người nhá. Như chiếc này của em thì hiện tại bây giờ tầm tài chính của xe đang khá là mềm, loanh quanh tầm tiền chỉ có hơn 600 thôi. Nó cụ thể nó khoảng tầm 615 triệu, rất là mềm mọi người ạ. Đó. Còn ở phía dưới này đây thì em có vừa về đó là một chiếc Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 Premium bản 2 cầu AWD mọi người nhá. Em này thì lăn bánh được có 6.000 cây thôi và sản xuất là 2022. Hiện tại bây giờ thì như chiếc này ấy, tầm tài chính nhá, đang trong khuôn tài chính chỉ có hơn 800 nhỏ thôi. Theo em nó biết thì gần đây nhất với bản máy 2.5 Premium 1 cầu anh em đang bán ở trên thị trường khoảng tầm loanh canh 79 hoặc 800 triệu. Thì như chiếc này của em đây, anh em bỏ ra cho em đâu đó khoảng tầm 20 triệu hoặc hơn 20 triệu thôi. Thì em nghĩ rằng để lựa chọn một chiếc xe bản full kịch như thế này, công suất cao nhất luôn và công nghệ an toàn cao cấp nhất thì đây là một trong những lựa chọn anh em đáng đánh đổi nhá. Màu đỏ pha lê rất là đẹp luôn. Đấy. Còn bên này đây thì với chiếc CX-5 2.5 2018 này thì em đã vừa có nhận cọc rồi mọi người ạ. Nói chung thì với tầm tài chính của những chiếc xe CX-5 đời khoảng tầm 2018 2019, tầm tiền khoảng tầm 600 rưỡi quay đầu ấy, đang là một trong tầm tài chính rất là dễ lựa chọn và rất nhiều anh em đang cần tìm dòng này nên là em đã bán rất là nhanh, chứ này em đã bán rồi mọi người nhá. Nhưng mà nếu anh em nào mà tầm tài chính mềm hơn một chút này, tầm tiền 600 quay đi, thì em đang còn đó là một chiếc Mazda CX-5 phiên bản máy 2.5 2017. Bản này của em thì đã có phanh điện tử rồi mọi người nhá, cũng là màu trắng luôn. Đấy, tầm tài chính là 600 quay đầu và xe thì mới chỉ lăn bánh được có ở đâu đó hơn 50.000 cây thôi, rất là đẹp mọi người ạ. Đó. Còn phía trên này đây thì em đang còn đó là một chiếc Mazda 3 phiên bản này của em là phiên bản máy 1.5 Philip 2018 bản sedan màu xanh ngọc mọi người nhá. Em này thì bật mí một chút này. Xe chủ nhân đâu đó đã lên khoảng tầm gần 50 triệu tiền đồ cơ. Có nghĩa là chủ xe đã lên đầu tiên là phần màn hình web vision, có thêm cả cam 360 nữa, đâu đó là hơn 20 triệu rồi. Còn chưa kể lên hai cụm đèn xenon này, có thêm cả vô lăng thể thao carbon nữa. Đấy, và trong xe thì cũng có độ thêm một vài cái chi tiết led nữa. Nói chung là cũng khá khá tiền luôn. Em thì em không cộng tiền đồ đây đâu, nhưng mà em muốn nói là với những chiếc xe này ấy, nó đang hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc của nó hoặc những xe cùng đời của nó. Thì những chiếc này của em đây, tầm tài chính của xe em đang chào bán nhé, chỉ có hơn 460 triệu thôi, rất là hợp lý 2018. Đó. Còn bên này đây, nếu anh em nào mà chúng ta làm công việc nhà nước này, hoặc là cần một cái sự chỉn chu nhất định, hoặc cần đơn giản là cần một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm và không quá phô trương thì đây, Toyota Camry là một trong những mẫu xe mà đáng lưu tâm trong thời điểm này luôn. Thì bên cạnh đây thì đang có đó là một chiếc Toyota Camry phiên bản máy 2.0G 2019 mọi người nhá. Bản này của em là bản nhập khẩu Thái Lan, form mới rồi. Và hiện tại bây giờ thì với tầm tài chính của xe nhé, em đang chào bán trong khuôn tài chính chỉ có 800 quay đầu thôi. 800 quay đầu đang bằng với một chiếc hạng C đăng ký mới mà anh em lựa chọn một chiếc hạng D mà lại là Camry như thế này nữa. Camry thì về độ bàn, độ bền này các thứ thì khỏi nói luôn. Đấy. Còn phía trên này đây thì em đang còn về đó là một chiếc Kia Cerato phiên bản máy 1.6 Luxury 2019.
Em này của em thì nó là màu đỏ mọi người nhá. Lăn bánh được có 29.000 cây thôi. Đúng rồi, 29.000 cây, rất là mới luôn. Một chủ từ mới. Đấy, như em này thì hiện tại bây giờ tập tài chính đang trong khuôn tài chính chỉ có 800, à ok, em xin lỗi, 500 quay đầu thôi. Thì nói chung là về tầm tài chính này thì đang là một tầm tài chính rất là dễ tiếp cận, 500 quay đầu mua được rất nhiều xe nhé, kể cả Senato này, Maraba. Đấy, rất là nhiều lựa chọn luôn. Còn phía trên này đây, em đang còn đó là một chiếc Ford Everest phiên bản này, phiên bản Titanium, sản xuất là 2022 bản một cầu mọi người nhé. Em này thì hiện tại bây giờ tầm tài chính chỉ có hơn 1 tỷ 2 thôi. Đấy, rất là dễ tiếp cận. Còn bên này đây thì em đang còn đó là một chiếc Hyundai Elantra phiên bản máy 1.6 turbo 2021 và lăn bánh được có 38.000 cây thôi mọi người nhá. Như chiếc này của em ấy thì em bật mí một chút này. Nó đang thậm chí còn không giá trị của nó nhá, còn đang chỉ ngang bằng với một chiếc Maraba đời 2022 thôi mọi người ạ, bản luxury thôi mọi người nhá. Có nghĩa là với cái tầm tài chính của chiếc Maraba đấy mà thậm chí anh em có thể mua được cả Elantra bản cao cấp nhất luôn, đời 21 luôn mọi người ạ. Đấy, để đủ để biết rằng với chiếc xe này thì anh em thừa biết rồi, cái giá trị của nó này, cảm giác lái của nó ngang, thậm chí là xích soát gần bằng với chiếc Civic cơ. Đấy, nên là anh em nào thích cái cảm giác lái này, vận hành hay thì đây, chiếc Elantra này rất hợp lý mọi người nhé. Trong tầm tài chính chỉ có tầm tiền loanh quanh 580 củ thôi mọi người ạ. Đó, còn bên này đây thì em đang còn đó là một chiếc Kia Seltos phiên bản máy một chúng tôi luxury 2020 màu đen mọi người nhé. Tầm tài chính bây giờ thì cũng chỉ tầm tài chính 600 quay thôi. Nói chung thì về tầm tài chính nhà em nhá, tầm tiền từ hơn 500 này đến 600 quay, rất là nhiều lựa chọn, kể cả gầm cao, sedan, rất là nhiều lựa chọn đời cao mọi người nhá. Còn bên này đây thì em đang còn đó là một chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sedan, sản xuất là 2019 màu trắng này. Đấy, em này thì 2019 thì tầm tài chính cũng chỉ trong tầm tài chính 500 quay đầu thôi mọi người ạ. Rất là dễ lựa chọn, màu trắng. Đó, rất là đẹp mọi người nhá. Đấy. Còn phía dưới đây thì em đang còn đó là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp sản xuất là 2021, form mới mọi người ạ. Em này thì hiện tại bây giờ thì tầm tài chính của xe nó khá là mềm, nó canh 1 tỷ, 1 tỷ lẻ rất là nhỏ thôi mọi người nhá. Đấy, 1 tỷ lẻ ít thôi. Đấy. Còn ở bên này, chiếc K3 này của em thì em đã có bán rồi và em đã có niêm phong rồi mọi người nhá. Hai chiếc luôn. Chiếc Mazda 3, gần Mazda CX-5 này em đã bán rồi. Nhưng mà chiếc này em vẫn còn. Chiếc này của em thì nó là Mazda 3 phiên bản máy 1.5 Philip 2019, màu xám gray. Lăn bánh được có hơn 30.000 cây thôi. Hiện tại bây giờ những chiếc này của em này tập tài chính cũng chỉ ngang ngang với chiếc màu trắng thôi, 500 quay đầu mọi người nhá. Đó. Còn anh em nào mà thích Cerato màu trắng thì em đang còn chiếc này đây, Kia Cerato phiên bản máy 1.6 luxury 2019 màu trắng. Có nghĩa là chiếc này của em thì nó đang cùng phân khúc, cùng đời với chiếc màu đỏ bên kia. Có nghĩa là em đang có hai chiếc bản luxury 1.6 đều như nhau luôn, chỉ khác nhau về màu thôi. Những chiếc này của em đây thì 2019 tập tài chính của xe cũng đang trong tầm tài chính 500 quay thôi mọi người ạ. Đó, rất là dễ lựa chọn tiếp cận. Còn nếu anh em nào mà chúng ta thích cái đời nó lướt lướt một chút thì em đang có chiếc này đây, Mazda 3 phiên bản máy 1.5 luxury 2022, lăn bánh được có 9.000 cây thôi, rất là mới mọi người nhá. Em này thì màu đen, tầm tài chính bây giờ thì cũng đang trong khuôn tài chính là gần 600 thôi mọi người ạ. Đó, rất là dễ lựa chọn tiếp cận này. Có bên này đây thì em đang có đó là hai chiếc Accent cấu hình giống hệt nhau luôn, chỉ khác nhau duy nhất là màu sắc thôi. Hai chiếc này của em thì đều là Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 ATH bản đặc biệt, xe sản xuất là 2021, đã có cửa sổ trời và là form mới rồi mọi người nhá. Chiếc này thì lăn bánh hơi nhiều một chút, lăn bánh được 23.000 cây, màu đỏ. Còn chiếc bên này của em thì màu vàng cát, lăn bánh được 12.000 cây thôi. Và hiện tại bây giờ hai chiếc xe này của em đang trong khuôn tài chính chỉ có hơn 450 củ thôi mọi người nhá. Rất là dễ lựa chọn luôn. Còn phía dưới này đây thì em đang còn đó là một chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 bản Sport sản xuất là 2022. Em này thì nó là cái phiên bản hatchback mọi người nhé, và là phiên bản cao cấp nhất luôn, bản premium. Hiện tại bây giờ thì lăn bánh được có 11.000 cây và tầm tài chính bây giờ em đang chào bán chỉ có hơn 650 thôi mọi người nhé. Đấy, đây chỉ là tạm thời thôi, tạm thời những chiếc xe em đang có bày bán tại đây thôi. Còn em Long vẫn đang còn về rất nhiều xe nữa cơ. Nói chung thì về những cái chiếc xe như thế này, tương như thế này thì em đang còn rất nhiều xe luôn. Nên là anh em nào mà đang xem qua clip này mà có tìm được mẫu xe nào ưng ý mà cần thêm thông tin gì nhé, đừng ngần ngại cứ nhấc máy lên đi và alo cho em Long, chắc chắn là chúng ta sẽ có thể thương thảo mức giá tốt nhất. Hoặc là những chiếc xe nào mà em Long đang về hoặc anh em đang kỳ vọng đang tìm một chiếc xe nào khác thì cứ nhấc máy lên và em Long sẽ tìm cho anh em. Đấy, nói chung là về nhà em, anh em đến xem xe là sẽ mua được xe với mức giá tốt. Xin chào tất cả mọi người ạ.